Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp về toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức đã chung tay ủng hộ phòng chống dịch và quỹ vaccine phòng COVID-19. Ngay khi dịch COVID-19 đợt 3 xuất hiện trên địa bàn tỉnh đầu năm 2021, cùng với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc phòng chống dịch, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chung sức đồng lòng phòng chống dịch COVID-19. Các doanh nghiệp tùy theo khả năng đều ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế chung tay cùng tỉnh. Trong đó tập trung ủng hộ người dân trong khu vực bị phong tỏa, lực lượng cán bộ, y bác sĩ đang căng mình nỗ lực ở tuyến đầu chống dịch. Là một doanh nghiệp đặt ở địa bàn tỉnh Hưng Yên, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm với tỉnh cũng như là với cộng đồng. Trong đợt dịch chúng tôi đã ủng hộ khoảng 5.000 khẩu trang tới Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên trong đợt tháng 5 vừa rồi. Những ngày này, thực hiện đợt cao điểm và hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tích cực ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và quỹ vaccine. Đến nay, tổng số tiền bước đầu các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 20 tỷ đồng. Hưng Yên là một trong những tỉnh mà có nhiều khu công nghiệp và Ngân hàng Ngoại thương là cũng có hai chi nhánh trên địa bàn và cũng rất là quan tâm đến đời sống sức khỏe của nhân dân Hưng Yên, nên là tài trợ cho Hưng Yên 3 tỷ để mua vaccine phòng chống dịch. Chi nhánh cũng đã có tài trợ cho thị xã Mỹ Hào lô thuốc khử trùng và các cái vật phẩm cho trung tâm phòng chống dịch bệnh của tỉnh Hưng Yên. Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để duy trì sản xuất, nhưng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân vẫn sẵn sàng tham gia đóng góp vào quỹ vaccine nói riêng và công cuộc chung tay cùng tỉnh Hưng Yên đẩy lùi dịch bệnh nói chung. Hơn bao giờ hết, đây là lúc các tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nhân thể hiện tinh thần vì cộng đồng cũng như trách nhiệm xã hội. Việc chung tay đóng góp cho quỹ vaccine phòng COVID-19 vì một xã hội an toàn chính là cách bảo vệ doanh nghiệp của mình, bảo đảm môi trường an toàn thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh cũng như bảo vệ sức khỏe cho người lao động.